tìm chỗ mà trốn cho kỹ đây. Sao đây? Vào đây đi, làm ơn. Anh ơi, phá hộ. Em muốn đâu mà một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao thấy thêm đồ và lời lầm với ông già. Người tình ngày nào nay vẫn theo chồng và tan một giấc mơ hồng. Anh ngần ngồi nhìn em bước qua phà. Phá quần đèo huy chương. Anh nhìn nhẹ thấy muôn hàng, hâm y lối khi gàng. Hợp đồng tiền đề buôn bán khó khăn nhưng không đi đến tiên đàn. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đàng hoàng. Con biết châu Á da vàng, con không thể đâu hà. Anh đã bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc mình tranh luận với anh, vì dường như lúc nào em cũng bị hối lòng anh. Không thể nhìn thấy. Nhớ về sau, đi hẹn gió gần. Nói đến đường đến từ xa.